Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Mình là Quyên Lê. Hai tụi mình đang có mặt tại một căn hộ rất đẹp tại bán đảo Thủ Thiêm. Hiện tại Quyên Lê và anh Phước Sửu đang có mặt tại một căn penthouse của dự án Đạp Kim Cương quận 2 anh Sửu ha. Thì cả nhà biết không, hiện tại thì cái căn penthouse này có diện tích là lên đến là gần 700m2 ha. Chính xác. Và ngày hôm nay thì Phước Sửu và Quyên Lê sẽ review cho quý anh chị biết được một số cái tiến độ của những cái dạng xung quanh của bán đảo Thủ Thiêm. Đúng rồi anh Phước Sửu ha. Thì đầu tiên thì mình nên cho cả nhà xem cái view của cái căn penthouse này đi như thế nào ha. Đúng rồi, thì bây giờ cái góc máy quay mình sẽ lia thực tế để nhìn thấy được cái tiện ích của cái những cái khu dân cư kế bên. Thì Quyên Lê ơi, Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng tại một cái căn hộ khá đẹp và bán đảo Thủ Thiêm, là phân khu gọi là Hawaii phòng Quyên Lê. Đúng rồi, đây là tòa tháp Hawaii ha. Và hiện tại mình đang đứng tại tầng 24 và 25, đó là căn penthouse của cái tòa tháp này anh Sửu. Cả về tiến độ thì cái căn hộ ở đây là hình thành là coi như là 100% rồi. Nhìn trực diện ra sông Sài Gòn phong Quy Lê. Đúng rồi, thì như cả nhà cũng thấy thực tế ha, thì cái căn này thì mình có thể thấy bao quát cả sông Sài Gòn nè. Và cái bên là sẽ có những cái căn hộ đó là bên kia là dự án quanh Veranda. Thì bây giờ là hiện tại là cư dân cũng đã sống rất là nhiều rồi anh ha. Đúng rồi, Quyên Lê có thể là chi tiết sơ qua cho khách hàng biết đến là căn hộ quanh Veranda thì mức giá khoảng bao nhiêu và đó là cũng phải là căn hộ cao cấp hay không? Đúng rồi ha, thì Quyên Lê cũng muốn giới thiệu sơ qua về dự án được quanh Veranda. Thì dự án quanh Veranda bây giờ là đã hình thành 100% rồi và bây giờ là cư dân là sinh sống tầm khoảng 70% của dự án rồi anh. Đúng rồi. Một tiện ích khá đẳng cấp và nhìn trực diện ra bờ sông Sài Gòn. Đúng rồi. Bên căn hộ quanh Veranda thì sẽ có đầy đủ như là sân tennis nè, hồ bơi nè, rồi phòng tập gym nè. Nói chung là nó sẽ là đẳng cấp của tiêu chuẩn căn hộ cao cấp luôn đó quý vị. Quá tuyệt vời. Bây giờ vòng một vòng mình đi ba cái tầm view của cái căn penthouse để mình review tất cả những cái dạng xung quanh của bán đảo Thủ Thiêm này phong Quyên Lê, và kèm với lại những cái thước phim về lay cam của Phước Sửu, thì để mọi người hình dung ra rõ lại là bán đảo Thủ Thiêm hình thành như thế nào và những dạng nào để hình thành. Một dòng sông khá thơ mộng phong nhìn từ căn hộ đảo Kim Cương ra, thì Quyên Lê có thể là chi tiết cho mọi người biết được là các những cái lốc căn hộ màu vàng và màu trắng kia là như thế nào ạ? Như cả nhà cũng thấy là cái 8 cái tòa tháp ở kế bên ha, đó là dự án The Sun Avenue anh chị. The Sun Avenue. Đúng rồi. Và thì dự án này cũng thuộc dạng là nhiều khách hàng rất là thích, bởi vì trong này là có đầy đủ tiện ích luôn, cũng có là shop house đầy đủ như là các tiện ích đã về đó, ví dụ như Highland này, hoặc là Starbucks này, coffee house này, đó đầy đủ tiện ích. Và ở trong căn hộ thì sẽ có hồ bơi, phòng tập gym. Đúng rồi. Và anh Sửu biết không, đặc biệt ở đây khi mà khách hàng mua The Sun Avenue thì cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao, bởi vì cái thời điểm mà cách đây là 4 năm á, khách hàng mua hai phòng ngủ chỉ từ là 2.6 tỷ thôi, mà bây giờ giao dịch là đến là 4 tỷ mấy rồi. Tính ra mới có 4-5 năm thôi mà tỷ suất lợi nhuận đã lên là gần gấp đôi rồi anh. Tăng gấp đôi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. The Sun Avenue, một cái gam màu thiết kế khá đẹp luôn Quyên Lê. Và một điều đặc biệt ở đây là các căn hộ này không bị chấm tầm view. Đúng, nhìn đâu cũng có tầm view rất là đẹp, nhìn về cả Landmark 81 và những dòng sông Sài Gòn cực kỳ thơ mộng đẳng cấp không? Đúng rồi, dự án này thì người quen với là khách hàng của Quyên Lê sống ở trong đó rất là nhiều. Và thỉnh thoảng thì Quyên Lê cũng có sử dụng cái tiện ích đó là cái hồ bơi. Với một cái hồ bơi tràn bờ view làm mất mốt luôn. Là có dịp thì anh Sửu hãy lên trải nghiệm đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dọc theo cái penthouse để mình review những cái tiến độ. Ở đây thì có những cái khu gọi là thấp tầng, khu dân cư hình thành bên cái căn hộ mà Quyên Lê đã giới thiệu đến quý anh chị. Quyên Lê ơi, ở phía bên tay phải của Quyên Lê và Phước Sửu là có một cái khu dân cư gọi là đang hình thành phần móng. Ở đây thì Quyên Lê có thể là review cho mọi người biết đến đây là cái dự án gì và đang hình thành như thế nào rồi ạ? Cái phần đất bên này thì quý anh chị cũng nhìn thấy rõ, đó là cái quỹ đất của Novaland. Quỹ đất của Novaland, nhưng có một cái thì hiện tại tiến độ nó đang bị ngưng là pháp lý nó chưa có hoàn thành ấy. Thì dự kiến là tầm trong khoảng là tới đây thì bên tập đoàn cũng sẽ triển khai
Đúng rồi, một cái quỹ đất chắc chắn ở đây sẽ hình thành những căn hộ cao cấp hoặc là đúng những rồi. Cái penthouse cực kỳ đẳng cấp dọc theo tuyến sông Sài Gòn, Phong Quyên, Quyên Lê. Đúng rồi, như cả nhà cũng thấy là vị trí rất là đắc địa, nó gần, nó là mặt tiền của trục đường Mai Chí Thọ luôn. Đó, thì kế bên thì cả nhà cũng thấy là từ cái căn penthouse này là chúng ta có thể thấy cái tòa tháp La Mata Mốt. Đúng rồi, một tòa tháp rất là đẹp và từng gọi là có những tràng bán pháo hoa vào những cái dịp giao thừa, kết thúc một năm mới, kết thúc năm cũ và chuyển giao một năm mới phải không? Đúng rồi, và với là cả nhà cũng để ý ở kế bên trái là có một cái bến du thuyền đó. Từ wow, một cái bến du thuyền khá đẹp luôn. Một cái bến du thuyền rất là lớn và hiện tại là cũng có rất là nhiều du thuyền là đang đậu ở đó ha. Đúng rồi, ở đây là một cái bến sông giáp với sông Sài Gòn và ở đây có khá nhiều lốc chung cư đó Quyên Lê. Thì bây giờ mình sẽ điểm qua cái chung cư mà sát bờ sông nhất, chung cư màu xanh kèm với màu xanh rêu cùng với lại màu trắng, đó là chung cư gì Quyên Lê? Đó là chung cư New City anh Sửu. Với cái chung cư này thì thực tế cái vị trí nó rất là đắc địa nha, và nếu mà mình đi qua bên trung tâm quận nhất cũng rất là gần, rất là thuận tiện luôn. Và hiện tại là ở đó thì khách nước ngoài này, khách Việt Nam này, tính ra là cũng full 80% rồi đó. Đúng rồi. Dạ, nó đúng nằm rồi. Thêm một cái đại lộ Mai Chí Thọ. Mai Chí Thọ. Đúng rồi, mặt tiền Mai Chí Thọ luôn mặt anh ha. Mai Chí Thọ luôn. Đó. New City. Một cái căn hộ đây bây giờ thì mức giá khoảng bao nhiêu vậy Quyên Lê? Căn hộ bên này nếu mà mình nói về cái giá cho thuê luôn anh Sử ha. Dạ. Thì vừa rồi thì bên người quen của mình á thì cho cũng thuê cái căn nó căn New City cũng thuộc dạng là căn hộ là cao cấp. Một phòng ngủ chỉ 15 triệu một tháng thôi. Wow. Còn nếu mà hai phòng ngủ thì tầm trong khoảng là 19 triệu một tháng thôi ha. Đúng rồi. Còn nói về mét vuông mà bây giờ là chuyển nhượng lại thì như thế nào Quyên Lê ạ? Nếu mà chuyển nhượng nhà lại đi, một cái căn mà một phòng ngủ thì tầm trong khoảng là 4 tỷ thôi. 4 tỷ với diện tích như thế nào Quyên Lê? Với diện tích là 54 mét vuông. Vậy là mức giá nó rơi vào tầm khoảng là 90 đến 100. 90 đến 100 triệu một mét vuông. Đúng rồi, với là một cái mặt tiền Mai Chí Thọ rất là đắc địa luôn. Trong cái khu gọi là Thủ Thiêm hiện tại thì có một vài cái sản phẩm căn hộ đang chào bán ra. Thứ nhất là Zai River Thủ Thiêm của tập đoàn GS Hàn Quốc anh. Chính xác, cũng đang mở bán và đang có booking rất là tốt không? Đúng rồi anh, giai đoạn 1 là bán 100% rồi hàng luôn và hiện tại là đang booking trong giai đoạn thứ hai này. Quyên Lê có thể bật mí sơ qua về cái mức giá mở bán của Zai River Thủ Thiêm. Dự án mà Zai River Thủ Thiêm á, giai đoạn đầu là chỉ có từ 6.500 đô một mét vuông thôi. Yeah. Nhưng giai đoạn thứ hai này là nó có tăng lên tầm trong khoảng là 7%. Yeah. Thì đang dự kiến booking lên tầm trong khoảng là 7.000 đô một mét vuông thôi anh Sử. Đúng nó đó. Rất là đẹp luôn và vị trí nó rất là đắc địa, nó nằm ngay cái trục của đường Nguyễn Cơ Thạch quận 2. Đúng rồi. Và một cái căn hộ cao cấp hơn nữa gọi là bắt qua một cái cầu Thủ Thiêm 2 để đi về quận 1, đó là Metropole. Khi mà anh nói như vậy là em đã hình dung ra là anh đang nói dự án nào rồi. Đúng vậy. Đó là dự án đường Metropole Thủ Thiêm ha. Yeah. Thì cũng hiện tại cũng đang có rủ hàng của chủ đầu tư luôn anh Sửu. Yeah. Đó. Và đặc biệt đường Metropole Thủ Thiêm là đang có hai phân khu. Một phân khu là đã nhận nhà rồi, còn một phân khu đó là tới đây là sẽ tháng 7 tới đây là đã nhận nhà luôn. Yeah. Chuẩn bị nhận nhà luôn anh. Đó, còn hai cái phân khu kia thì chưa có nhận nhà, vẫn đang mở bán giá chủ đầu tư nha quý anh chị. Đúng rồi. Quý anh chị cần thêm thông tin về Thủ Thiêm, về bán đảo Thủ Thiêm, về đảo Kim Cương thì inbox ngay cho Quý Lê và Phước Sửu theo số like bên dưới nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ trong video tiếp theo ha.